tiếng động cơ ầm ầm làm trưởng bừng tỉnh. Chiếc HU-1A quần thấp một vòng rồi đáp xuống sân bộ tư lệnh. Động cơ còn nổ, đèn tín hiệu còn xanh đỏ lập lòe. Trung tá Cầu, chỉ huy trưởng đài trung tâm kiểm báo 2 của sư đoàn 1 không quân nhảy ra. Cầu vừa dập gót, giơ tay chào, vừa nói trong hơi thở: "Trình trung tướng." "Tướng Khánh lệnh tôi về trực tiếp báo cáo với trung tướng. Tình hình căn cứ không quân Đà Nẵng hết sức nguy ngập. Xin trung tướng thẩm định tình hình và cho lệnh triệt thoái." Trưởng chụp chiếc mũ sắt lên đầu, khoát mạnh tay ra hiệu cho Cầu: "Trung tá cùng tôi trở lại căn cứ ngay." Nói rồi trưởng lên ngay trực thăng, đã sẵn sàng cất cánh bất cứ lúc nào. Cầu cũng lật đật lên trực thăng của mình bay theo. Phiên họp cuối cùng của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 Không quân diễn ra tại đài trung tâm kiểm báo 2. Lúc này đã là 23 giờ 40 phút ngày 28 tháng 3. Dự họp có chuẩn tướng Nguyễn Đức Khánh, Tư lệnh Sư đoàn 1 Không quân, các không đoàn trưởng 41, 51, 71, trung tá Cầu, chỉ huy trưởng đài trung tâm kiểm báo 2. Mở đầu phiên họp, Nguyễn Đức Khánh đi thẳng vào vấn đề. Y hỏi trưởng: "Trình trung tướng, trung tâm kiểm báo 2 cho biết hải quân đã rút hết, các sư đoàn bộ binh và thủy quân lục chiến cũng đang tự thoái. Tình thế này, xin trung tướng cho lệnh triệt thoái căn cứ không quân Đà Nẵng." Trưởng nhìn Khánh chằm chằm, rồi buông gọn một câu: "Tôi chấp nhận thỉnh cầu của chuẩn tướng." Vừa thấy trưởng chấp thuận lời đề nghị của mình, Khánh nói tiếp luôn: "Trình trung tướng, lực lượng sư đoàn đông, số sĩ quan cần rút đi rất nhiều. Tình thế này, nếu lập cầu không vận sẽ rất nguy hiểm. Làn sóng người di tản đang tràn ngập sân bay sẽ ùa tới. Vì vậy, xin trung tướng chỉ định cho một bãi bốc quân và lệnh cho hải quân đến đó." Trưởng chưa kịp trả lời thì trung tá Cầu đã kiến nghị tiếp: "Trình trung tướng, nếu đã quyết định di tản căn cứ không quân Đà Nẵng, xin trung tướng cho phá hủy ngay đài trung tâm kiểm báo 2. Trưởng đứng lên, ra hiệu cho tất cả im lặng. Trưởng nói: "Cho đến giờ phút này chưa có lệnh nào cho chúng ta rút lui. Tuy nhiên, tôi chấp thuận cho anh em tự thoái. Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1, tôi quyết định như sau. Thứ nhất, di tản ngay tức khắc căn cứ không quân Đà Nẵng. Phi cơ đi tối đa. Phi trường đáp xuống có thể là Phù Cát, Nha Trang, Phan Rang, Tân Sơn Nhất, Biên Hòa. Cái đó tùy nghi. Thứ hai, cho phá hủy tức khắc trung tâm kiểm báo 2. Trước khi phá, liên lạc lần cuối cùng báo cáo cho Trung tướng Minh, Tư lệnh không quân biết. Thứ ba, toàn bộ lực lượng còn lại, kể cả các đơn vị của sư ba bộ binh và sư thủy quân lục chiến bảo vệ căn cứ không quân Đà Nẵng, rút ngay ra bãi biển Nam Ô, tàu hải quân đến, di chuyển ngay tức khắc. Thứ tư, đại tá, tư lệnh phó sư đoàn 1 không quân trực tiếp chỉ huy và chịu hoàn toàn trách nhiệm về cuộc triệt thoái. Sau khi các đơn vị đã di tản khỏi căn cứ, đài kiểm báo đã phá hủy, đại tá dùng trực thăng đến ngay căn cứ hải quân vùng 1 duyên hải gặp tôi và tướng Khánh ở đó." Nói rồi trưởng kéo Khánh hấp tấp ra trực thăng. Trong lúc động cơ chiếc HU-1A người Mỹ cấp riêng cho trưởng rú lên, cánh quạt bắt đầu quay thì đại tá, tư lệnh phó sư đoàn 1 không quân và các không đoàn trưởng cuống cuồng ra khỏi trung tâm kiểm báo 2. Hàng chục máy bay các loại cùng lúc cất cánh và ùn ùn đổ về căn cứ không quân Tân Sơn Nhất, làm náo động cả Sài Gòn. Phi hành đoàn và những người Mỹ, người Việt Nam mặt đờ đẫn, lão đảo bước xuống thang máy bay ở phi trường Tân Sơn Nhất với tất cả tài sản còn lại được ôm gọn trong vòng tay. Cuộc triệt thoái khỏi căn cứ không quân Đà Nẵng bắt đầu lúc 23 giờ 55 phút ngày 28 tháng 3. Nghĩa là chỉ còn 5 phút nữa sẽ qua một ngày mới. Ngày 29 tháng 3 năm 1975, ngày cuối cùng của chế độ Sài Gòn ở Đà Nẵng. Trưởng và Khánh tới căn cứ hải quân vùng 1 Duyên Hải tại Tiên Sa lúc 0 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3. Trung tướng Lâm Quang Thi, tư lệnh phó, Thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh, tư lệnh sư đoàn 3 bộ binh, Phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, tư lệnh hải quân vùng 1 Duyên Hải và cả Francis, tổng lãnh sự Mỹ tại Đà Nẵng, đã tụ họp sẵn chờ trưởng. Trong số tướng lĩnh chấp bu của vùng 1, vắng mặt tại cuộc họp này có chuẩn tướng Nguyễn Văn Điềm, tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh và Thiếu tướng Lan, tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến. Tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến lúc đó đã chuồn ra tàu chỉ huy của hải quân ngoài khơi. Còn Nguyễn Văn Điềm thì cuống cuồng thu xếp gia đình,
lên trực thăng bay về Sài Gòn. Thế nhưng trực thăng của Điềm sau đó đã rơi tan xác trên địa phận tỉnh Bình Định. Điềm và 15 người cùng đi bỏ mạng. Các báo Sài Gòn loan tin này, có báo nói nguyên nhân tai nạn do trực thăng của Điềm hết xăng, có báo nói do trúng đạn của quân giải phóng. Phiên họp cuối cùng của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 do trưởng triệu tập, bàn kế hoạch lui binh khỏi Đà Nẵng không thành. Vừa khai cuộc ít phút thì, căn cứ Tiên Sa chìm trong đạn pháo của quân giải phóng. Hai trực thăng, trong đó có một chiếc của trưởng bị hỏng nặng. Pháo vừa dứt loạt, các tướng lĩnh còn lại của quân đoàn một mạnh ai nấy chạy. Francis nhảy đại lên trực thăng bay tuốt ra tàu Andrew Miller. Trưởng nhảy lên trực thăng của Khánh. Chiếc Hu-1A của Khánh bị trúng mảnh pháo, thùng dầu chảy, cần lái bị cứng, xăng gần cạn, cuối cùng cũng đáp được xuống phi trường non nước. Trưởng và Khánh vừa nhảy ra, đã bị quân cảnh gác căn cứ thủy quân lục chiến xông tới tước vũ khí cá nhân, không cho máy bay cất cánh. Đại tá Nguyễn Thành Trí, tư lệnh phó sư đoàn thủy quân lục chiến phải ra can thiệp, trưởng và Khánh mới được giải thoát. Bờ biển lúc đó hoàn toàn rối loạn. Quân tướng đạp lên nhau ào xuống biển, bơi ra các tàu hải quân ở ngoài xa không cập bờ được, vì không có bãi đổ, biển động, sóng lớn. Đại tá Nguyễn Thành Trí và trung tá Đặng Quốc Bảo, chỉ huy trưởng pháo binh của sư đoàn thủy quân lục chiến, phải giúp trưởng mang phao đổ bộ của thủy quân lục chiến, rồi cả hai kèm trưởng khỏi bị sóng đánh ngã, cố tiến ra tàu hải quân. Trong cơn ngục lặng chạy ra tàu hải quân lúc ấy, còn có trung tướng Lâm Quang Thi, tư lệnh phó quân đoàn 1, chuẩn tướng Nguyễn Đức Khánh, tư lệnh sư đoàn 1 không quân và đại tá Duệ, thị trưởng Huế. Trưởng lên được tàu hải quân LSM lúc đó đã chở tới 400 người. Khi tàu LSM chạy ra cập sát được tàu hải quân lớn Hớ Quy 404, hạm trưởng yêu cầu tất cả leo ngang hông tàu chuyển sang tàu Hớ Quy 404 đã quay mũi sẵn, chuẩn bị tăng tốc chạy về phía nam. Lúc đó là 6 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3 năm 1975. Đó là thời khắc tắt thở của quân đoàn 1 và là phút cáo chung của chính quyền Sài Gòn tại Đà Nẵng. Thế nhưng lịch sử không chịu dừng ở đấy, mà còn ghi thêm một chuyện nực cười nữa. Hơn 5 tiếng đồng hồ sau đó, hồi 11 giờ 40 phút, theo lệnh của Thiệu, Cao Văn Viên còn điện hỏa tốc bác bỏ đề nghị xin rút quân của trưởng và lệnh cho trưởng phải tử thủ Đà Nẵng bằng mọi giá. Lúc đó, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 đã hoàn toàn tan rã, mọi liên lạc đã chấm dứt. Viên phải nhờ Bộ Tư lệnh Hải quân điện cho tàu chỉ huy Hớ Quy 404 để chuyển cho trưởng bức điện đó. 3 giờ sáng ngày 30 tháng 3 năm 1975 tàu cập cảng Cam Ranh. Trời đang còn tối nên lính dù Sài Gòn chưa lên bờ được. Khoảng 6 giờ sáng, Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Tư lệnh Quân đoàn 2 lúc đó đã chạy về Nha Trang, được tin đã bay trực thăng ra Cam Ranh, lên tàu thăm Ngô Quan trưởng. Cùng lúc đó trưởng được lệnh của Sài Gòn, bỏ hết thủy quân lục chiến xuống Cam Ranh, và chỉ mình trưởng theo tàu hải quân về Sài Gòn. Trưởng không chịu và nhờ hạm trưởng gọi về Bộ Tổng Tham mưu, cuối cùng tướng Viên đồng ý cho tàu chở tất cả về Sài Gòn. Trên tàu lúc đó có một lữ đoàn thủy quân lục chiến đi cùng trưởng. Khi tàu đang chạy ở ngoài khơi, Thiệu bắt được liên lạc, nói chuyện với trưởng. Thiệu yêu cầu trưởng quay lại tìm cách tái chiếm Đà Nẵng. Trưởng trả lời ngay là bây giờ lấy ai theo trưởng để quay lại tái chiếm Đà Nẵng. Lính tráng đã chạy mỗi người mỗi ngã. Cấp chỉ huy thì mạnh ai nấy thoát. Vào lúc những dòng đầu của bức điện tuyệt mật hồi 11 giờ 40 phút, trưa ngày 29 tháng 3 năm 1975 của Bộ Tổng Tham mưu truyền đạt lệnh của Thiệu yêu cầu trưởng phải tử thủ Đà Nẵng, được phóng lên không trung thì Alan Poti, giáo sư người Pháp đu được lên cạn, chiếc máy bay lên thẳng của hãng hàng không Mỹ American Airlines. Đây là chiếc trực thăng của sứ quán Mỹ, phái lên để cứu viên lãnh sự Mỹ Francis. Rút kinh nghiệm ở Buôn Ma Thuột, chiếc trực thăng vũ trang được phái lên từ sáng sớm ngày 29 tháng 3. Viên phi công cho máy bay quần lượn đến 11 giờ 30 phút trưa. Vẫn không bắt liên lạc được với Francis, lúc đó Francis đã chuồn được ra tàu Andrew Miller. Trong vòng lượn cuối cùng trước khi bay trở lại Sài Gòn, viên phi công đã nhìn thấy lá cờ Pháp phủ trên tường trung tâm văn hóa Pháp ở giữa Đà Nẵng, biết có người cầu cứu, đã quay lại. Máy bay xà thấp, vứt xuống mấy chữ nguệt ngoạc, viết trên khẩu phần thức ăn của lính Mỹ, báo cho những người Pháp tới ngay sân bay, dành cho máy bay lên thẳng ở gần đấy. Poti và một số người Pháp vội kéo chạy tới, thì bị lính Sài Gòn chiếm giữ sân bay dã chiến này xả súng.
nên phải quay trở lại. Chiếc trực thăng không hạ được, mà cứ bay là lạ trên khu văn hóa Pháp, cách mái nhà chừng 2 mét. Poti cuối cùng cũng đành liều mạng, nhảy lên túm lấy càng máy bay. Một người khác cũng làm như vậy. Cả hai cứ quặp chặt chân vào càng máy bay và ngồi thu lu như thế tới 15 phút mới được kéo vào trong. Số phận cuối cùng đã mỉm cười với Alan Poti, người ngoại quốc cuối cùng thoát khỏi địa ngục Đà Nẵng. Lúc trực thăng bay qua phi trường, Poti nhìn thấy cả biển người chen lấn hỗn loạn. Đúng lúc ấy, những trái đạn pháo của quân giải phóng rót tới, nổ tung trên các đường băng. Máy bay Boeing và các vận tải cơ cuối cùng còn mắc lại, lao bừa vào dòng người chật ních trên đường băng, cất cánh. Nhiều người bị cánh máy bay phạt đứt ngang thân, bị trúng đạn của lính Sài Gòn xả theo, hoặc vì liều mạng bám càng đã rơi từ trên cao xuống. Một phóng viên Mỹ có mặt trong đám hành khách chen nhau chật ních trong chuyến bay cuối cùng rời khỏi phi trường Đà Nẵng đã gọi đó là chuyến bay thoát khỏi địa ngục và mô tả trong bài báo của mình. Chuyến bay cuối cùng lăn bánh khỏi sân bay Đà Nẵng trong kinh hoàng, chật ních người. Khi chiếc vận tải phản lực cỡ lớn chạy xuôi đường băng thì một lính Sài Gòn vì không lên được máy bay đã rượt theo ném một quả lựu đạn vào cánh máy bay. Lựu đạn nổ xé toát cánh đổ của máy bay, trong khi rocket của quân giải phóng rót tới nổ chặn đầu đường băng. Nhiều người trong cơn tuyệt vọng đã bám lấy càng và cánh máy bay. Nhiều người đã bị nghiền nát. Một số xác chết bị cuốn nát trong hốc bánh xe. Nhiều người bị rơi xuống khi máy bay lên cao. Mọi thứ mang theo được vứt xuống đất, nhưng máy bay vẫn quá nặng nên khi ở độ cao trên 1.000 mét, các nhân viên hàng không và lính trên máy bay đã phải dùng vũ khí và vũ lực ném gần 100 người xuống đất qua cửa chuyển hàng hóa phía sau. Cánh cửa giữa buồng lái đầy máu. Đấy là chiếc Boeing 727, chiếc máy bay cuối cùng rời khỏi địa ngục Đà Nẵng. Cũng vào thời điểm đó, Francis, Tổng lãnh sự Mỹ ở Đà Nẵng, bước ra khỏi chiếc trực thăng HQ-65 với bộ mặt phờ phạc, đờ đẫn đằng sau bộ râu xồm, đến thẳng sứ quán Mỹ kể lại cho đại sứ Martin toàn bộ những chi tiết bi thảm về cuộc tháo chạy khỏi Đà Nẵng. Ngồi phịch xuống chiếc ghế kê ở góc phòng làm việc của Martin, Francis nói: "Thưa ngài đại sứ, Đà Nẵng đã mất, quân đội của tướng trưởng không còn nữa." Martin cười thản nhiên và lắc đầu. Vừa được Thiệu cam kết sẽ lấy lại quân khu một bằng mọi giá, Martin không thể tin là Đà Nẵng đã mất. Martin thốt ra như người nói thầm: "Không, quân khu một không mất, Đà Nẵng không mất, tin tức tôi nhận được thì trái lại." Francis không kiềm chế được, thần kinh bị căng thẳng quá mức sau những gì khủng khiếp vừa được tận mắt chứng kiến, đã nổi cáu: "Tôi vừa ở Đà Nẵng về với đám tàn quân của tướng trưởng. Tôi nói quân khu 1 đã đi đứt rồi, Đà Nẵng đi đứt rồi. Ngài đại sứ không tin cứ lấy trực thăng lên đấy mà xem." Bị đốp vào mặt, Martin phật ý, lặng đi một lúc rồi lái sang chuyện khác, hỏi thăm sức khỏe của Francis và tiễn Francis ra khỏi phòng. Và cũng từ giờ phút ấy trở đi, Francis, một người trong cuộc, cương vị cao được Martin trọng dụng, trở thành người ngoài cuộc. Ngay tuần lễ sau đấy, Francis bị chuyển xuống làm việc ở tầng cuối cùng, trong một căn buồng nhỏ và không được đặc quyền ra vào phòng làm việc của Martin nữa. Vào thời điểm đối thoại căng thẳng giữa Francis và đại sứ Martin, Vũ Trung Hương, đại tá, trung đoàn trưởng trung đoàn 2, sư đoàn 3 bộ binh, dẫn đám tàn quân chạy về tới căn cứ non nước. Trên trời trực thăng ào ào bay về phía nam, dưới đất thủy quân lục chiến chen nhau lội xuống tàu ra biển. Súng ống thủy quân lục chiến vứt lại cả đống trên bờ biển, cả những vũ khí hiện đại như hỏa tiễn TOV Đúc, đại bác không giật 90 ly, hồng ngoại tuyến X-202. Giữa quan cảnh hỗn loạn ấy, Hương lên máy TRC-25 kêu cứu. Cuối cùng bắt liên lạc được với Nguyễn Duy Hinh, thiếu tướng, tư lệnh sư đoàn 3. Hinh quát trong máy báo cho Hương biết, sẽ có tàu đến đón và cho địa điểm tàu ủi bãi bốc quân. Hương chờ tới 13 giờ chiều vẫn không thấy tàu đến, tàu của thủy quân lục chiến lại đậu quá xa, lính liều mạng bơi ra, biển động khiến người chết đuối không biết bao nhiêu mà kể. Ba lô, quần áo bị sóng biển đánh dạt vào bờ cả đống. Mãi tới 17 giờ chiều ngày 29 tháng 3, qua ống nhòm, Hương phát hiện được một tàu loại gian vận HQ-403 cập bãi cách xa chừng 4 km. Hương và đám tàn quân chạy thục mạng tới. Nhưng tàu đậu xa, neo lại đứt, sóng rất mạnh, tàu hết trôi ra lại dạt vào làm trôi rất nhiều binh lính. Nhờ có chiếc xe bọc thép lội nước M113, Hương mới trèo được lên tàu HQ-403.
Đây là chiếc tàu hải quân cuối cùng rời Đà Nẵng, gia nhập đoàn tàu di tản đang nối nhau trên hành trình tháo chạy về phương Nam. Cũng trong cảnh hỗn loạn cuối cùng ấy, Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại và tướng Bùi Thế Lân, Phó Tư lệnh Quân đoàn 1 Tiền Phương, bị bỏ lại văn phòng Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 1 tại Tiên Sa. Thoại và Lân đã phải vượt bộ, qua dãy núi phía sau mới tới được bờ biển. May có một tàu nhỏ hải quân do Hồ Văn Kỳ Tường, em trai Thoại là chỉ huy hải khu Đà Nẵng chạy ngang qua, phát hiện ra nên ghé vào chở Thoại và tướng Lân đi. Còn tướng Khánh hốt hoảng tháo chạy, đã không chuẩn bị đủ xăng bay ra xa, phải đáp trực thăng ở bãi Cát Sơn Trà rồi lội ra tàu Hớ Quy 404 cùng trưởng về Sài Gòn. Sau mấy ngày lênh đênh trên biển, chiếc tàu chiến Hớ Quy 404, loại tàu chỉ huy và một số tàu của hải quân cập bến cảng Bạch Đằng, Sài Gòn. Đám tướng tá quân đoàn 1 thất trận, mệt mỏi và đói khát, lết thết lên bờ. Trưởng đi theo sau mấy chuẩn tướng, thiếu tướng của mình. Trưởng cố đóng vai một viên tướng uất hận vì thất trận, lê từng bước lên bến. Hai lính cận vệ xốc nách dìu hai bên, khiến cho khổ người cao gầy và khuôn mặt của trưởng càng thêm thiểu não. Về Sài Gòn, trưởng được bổ nhiệm vào Bộ Tư lệnh Hành quân lưu động, ở Bộ Tổng tham mưu. Tại đây, trưởng gặp Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, Tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên Hải và chuẩn tướng Nguyễn Đức Khánh, Tư lệnh Sư đoàn 1 Không quân tại Đà Nẵng đang ngồi viết bản tự khai. Trung tướng Lâm Quang Thi, Phó Tư lệnh Quân đoàn 1 thì bị phạt quản thúc về tội bỏ Huế. Tướng Thi là người kiên quyết bảo vệ Huế, chỉ chịu rút quân khỏi Huế khi có lệnh của Thiệu, vậy mà bây giờ lại bị quản thúc. Hôm sau, trong buổi họp Bộ Tổng tham mưu, trưởng đứng lên chất vấn Cao Văn Viên. Việc phạt tướng Thi và hai tướng Thoại và Khánh đều không đúng. Họ chỉ là thuộc cấp của tôi. Họ chỉ làm theo lệnh của tôi. Họ không có tội gì cả. Nếu có phạt thì xin hãy phạt tôi đây này. Phòng họp lặng ngắt. Đại tướng Cao Văn Viên nhìn qua Trung tướng Trần Văn Đôn, vừa bỏ dở chuyến công du từ Pháp về, mới đảm nhận chức Tổng trưởng Quốc phòng. Đôn, Viên chưa kịp nói gì thì tướng Lê Nguyên Khang, phụ tá hành quân của đại tướng, Tổng tham mưu trưởng đã bực dọc thốt lên. Anh em chúng tôi không có tội tình mẹ gì cả. Thấy lời nói của tướng bại trận chẳng còn có tác dụng gì, sau đấy ít ngày, nhân chuyện Thiệu ra lệnh quản thúc 5 viên tướng, bị cáo buộc làm mất quân khu 1 và quân khu 2. Mặc dù không có tên, nhưng trưởng cũng xin được vào Tổng y viện Cộng Hòa, chịu sự quản thúc luôn. Sau mấy bữa bày trò tuyệt thực, để tô vẽ cho hình ảnh, một viên tướng sẵn sàng tuẫn tiết của mình, trưởng lại nốc rượu và ăn uống như thường. Mỗi khi có quan chức nào của sứ quán Mỹ hoặc Bộ Tổng tham mưu vào thăm, là trưởng lại bưng mặt khóc tu tu. Trưởng đã kích Thiệu đã ra lệnh lung tung, làm rối loạn sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 trong những ngày tháng cuối cùng của Đà Nẵng. Trong khi đó, Thiệu không thèm để ý đến trưởng. Thiệu đang điên đầu, lo đối phó với những thảm bại mới trên chiến trường. Thế nhưng Cao Văn Viên, với tác phong quan dạng của mình, tác phong của một viên tướng Sa Long, lúc nào cũng muốn nêu cao quân phong, quân kỷ, đã bắt trưởng và tất cả các tướng, tá của quân đoàn 1, quân đoàn 2, chạy thoát về Sài Gòn phải làm phúc trình để truy cứu trách nhiệm. Ra lệnh vậy thôi nhưng Viên chẳng có thời gian đâu mà đọc những bản phúc trình dài dòng của Ngô Quan Trưởng, Trung tướng, Tư lệnh Quân đoàn 1, Lâm Quang Thi, Trung tướng, Tư lệnh Phó Quân đoàn 1, Nguyễn Đức Khánh, Chuẩn tướng, Tư lệnh Sư đoàn 1 Không quân, Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, Tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên Hải, Đại tá Nguyễn Thành Trí, Tư lệnh Phó Sư đoàn Thủy quân lục chiến, Phạm Văn Phú, Thiếu tướng, Tư lệnh Quân đoàn 2, Chuẩn tướng Phạm Duy Tất, Chỉ huy trưởng biệt động quân quân khu 2, và cả Lô tướng, tá thuộc các quân, binh chủng của quân đoàn 1, quân đoàn 2 bại trận chạy về Sài Gòn trình diện, nộp Bộ Tổng tham mưu xếp dày cộc trong cặp hồ sơ. Đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ta đã thu được toàn bộ hồ sơ, tài liệu của Cao Văn Viên, trong đó có hàng chục bản tường trình của các tướng lĩnh quân đội Sài Gòn bại trận. Trong phần nhận xét tổng quát kết thúc bản phúc trình, Nguyễn Đức Khánh đã thẳng thắn nêu lên 8 nguyên nhân chính dẫn đến thảm họa của Sư đoàn 1 Không quân ở Đà Nẵng. Thứ nhất, trước ngày 28 tháng 3, phi trường Đà Nẵng rất rối loạn do dân tị nạn và lính đào ngũ gây ra. Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 Không quân đã áp dụng nhiều biện pháp nhưng không đạt được kết quả khả quan. Thứ hai, số đông quân nhân đã hiểu lầm lệnh di tản phi cơ,
nên oán hận cấp chỉ huy, cho rằng cấp chỉ huy đã giấu không cho họ biết lệnh di tản. Thứ ba, phi trường đã bị pháo kích nặng nề, nên hoạt động của không quân rất khó khăn, phương tiện liên lạc bị thiệt hại nhiều. Thứ tư, thời tiết xấu, không thể sử dụng không quân để chống trả địch được nhiều. Thứ năm, lệnh di tản không phổ biến được vì mất liên lạc với các quân nhân trực thuộc. Vì vậy không một quân nhân nào của sư đoàn 1 không quân di chuyển được ra bãi biển Nam Ô để lên tàu di tản. Thứ sáu, không thiết lập được cầu hàng không để di tản vì địch có tiền sát viên hướng dẫn pháo kích. Thứ bảy, phút chót không trình được lệnh di tản với trung tướng, tư lệnh trưởng không quân vì hệ thống liên lạc bị đối phương pháo kích hư hỏng nặng. Thứ tám, đã cố gắng hết sức liên hệ với các cấp chỉ huy bạn để tìm cách đối phó, phối hợp di tản các quân nhân của sư đoàn 1 không quân. Nhưng do thời tiết quá xấu, không gặp ai và do thời gian quá eo hẹp nên không thực hiện được. Trong tổng số 6.007 quân nhân của sư đoàn 1 không quân, chỉ có chưa đầy 2.000 người di tản được khỏi Đà Nẵng. Nhiều máy bay, trong đó có cả máy bay phản lực oanh kích, phải bỏ lại phi trường. Riêng Ngô Quan Trưởng đã dành khá nhiều tâm sức để đúc kết bản phúc trình. Mặc dù thảm bại nhục nhã, chỉ có rút chạy cũng không xong và quân đoàn 1 đã bị xóa sổ, Ngô Quan Trưởng vẫn tự mê hoặc mình. Trưởng thấy có nhiệm vụ phải đứng trên cương vị tư lệnh một quân đoàn lớn nhất, tư lệnh một quân khu quan trọng nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa để đúc kết chiến tranh. Mãi đến ngày 10 tháng 4 năm 1975, trưởng mới nộp cho tướng Viên bản phúc trình dài dằn dặc với đầu đề khá lâm ly. Phúc trình ủy khúc các sự kiện xảy ra tại quân khu 1 trong giai đoạn di tản chiến thuật hồi tháng 3 năm 1975. Thế nhưng bản phúc trình của trưởng chẳng có đúc kết gì hết. Trưởng không dám thừa nhận những sai lầm của mình cùng sự kém cỏi của sĩ quan, binh lính dưới quyền. Trưởng trút bỏ tất cả những đổ vỡ của vùng 1 cho hoàn cảnh bất lợi của chiến trường, cho tương quan lực lượng quá chênh lệch. Sau khi điểm lại diễn biến từng ngày của chiến trường vùng 1, kể từ ngày 13 tháng 3 năm 1975, ngày mà trưởng được thiệu triệu về Sài Gòn, dự phiên họp hạn chế của Hội đồng An ninh Quốc gia, bàn về việc phòng thủ tại quân khu 1, trưởng kết thúc bản phúc trình của mình bằng một giọng cải lương, lâm ly tưởng như trong những dòng đúc kết ấy, có cả những giọt nước mắt lã chã của trưởng. Công việc hàng ngày đều được báo cáo đầy đủ về Sài Gòn, để trình lên Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và Đại tướng Cao Văn Viên. Những biến cố quan trọng, tôi đích thân tường trình lên Tổng thống và Đại tướng, Tổng tham mưu trưởng, và chỉ chịu ngừng khi hệ thống liên lạc bị pháo kích làm ngưng trệ hoàn toàn. Để kết thúc bản phúc trình này, tôi xin xác nhận là chỉ huy các cấp tại quân đoàn 1, quân khu 1 đã cố gắng đến hơi sức cuối cùng, nhưng vì có thể phạm phải một vài lỗi lầm chiến thuật hoặc vì không thể hình dung được đúng mức vấn đề trọng đại. Trong khi phải vội vã thi hành nhiệm vụ hoặc vì không có may mắn khi thi hành, nên đã phải gánh chịu những hậu quả buồn thảm. Với tất cả sự thành thật, tôi đúc kết bản phúc trình này và với tư cách tư lệnh quân đoàn 1, quân khu 1, tôi nhận lãnh tất cả trách nhiệm về những gì đã xảy ra trong phạm vi thẩm quyền. Sài Gòn, nước Mỹ và phương Tây chấn động với tin Đà Nẵng sụp đổ. Thư ký báo chí Nhà Trắng ngày 30 tháng 3, một ngày sau khi Đà Nẵng thất thủ, thông báo với các nhà báo rằng Tổng thống Jeff coi Đà Nẵng thất thủ là một tấn thảm kịch lớn của nhân loại. Tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 2 tháng 4 năm 1975, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Sland miêu tả tình hình quân sự ở Nam Việt Nam là nghiêm trọng và bi đát, các phòng tuyến bảo vệ Sài Gòn sẽ bị thử thách nghiêm trọng trong vài tuần nữa và tổn thất trang bị của quân Sài Gòn ở quân đoàn 1 và vùng 1 có thể lên tới 1 tỷ đô la Mỹ. Các quan chức của chính phủ Hoa Kỳ ở tất cả các cấp bậc đã kinh hoàng trước sự thất thủ của Đà Nẵng, sự tan rã đột ngột của tình hình tại Nam Việt Nam. BBC sáng ngày 2 tháng 4 năm 1975. Ngày 31 tháng 3, trong bài xã luận với nhan đề Nỗi thống khổ của một dân tộc, báo Le Monde viết: gần 1 triệu sinh linh bị ném lên các nẻo đường của Nam Việt Nam, người ta xông lên các máy bay vận tải để chiếm chỗ, liều mạng bám vào những thành xe camion đã chất đầy người, đám đông xô đẩy, dẫm đạp nhau tại các cầu tàu. Quang cảnh đó làm thức dậy tấn thảm kịch của lương tri thế giới tưởng không bao giờ có thể nguôi đi nổi. Bộ máy chính quyền Sài Gòn sụp đổ từng mảnh lớn khi mà các viên chức từ bỏ nhiệm sở, quân đội đại bại, hoảng loạn chạy qua các thành phố, làng mạc với đám binh lính thất thần, nhếch nhác, chỉ còn mong sao cứu được mạng sống của chính mình.
sự lúc nhúc, hốc hác của dân tị nạn và lính đào ngũ, cùng sự tan rã của Nam Việt Nam sẽ còn mãi, như một trong những cảnh tượng thương tâm nhất của thế kỷ. Nó biến thành trò cười trước lịch sử. Xã luận báo Daily Mail ngày 1 tháng 4 thì đưa ra lời cảnh báo. Sau khi Đà Nẵng thất thủ, Sài Gòn bị đe dọa trực tiếp. Sắp đến lúc Mỹ phải nhận một trong những cái tát nảy lửa nhất của lịch sử nước Mỹ. Đâu đâu các nước bạn của Mỹ cũng phát sợ, và những nước kẻ thù của Mỹ thì châm biếm Mỹ là con hổ giấy. Sự đảo lộn ghê gớm ấy chỉ cần có mấy tháng là đã xảy ra rồi. Sự sụp đổ của Đà Nẵng là một thảm họa của loài người. Nhưng đấy còn là một lời cảnh báo rằng chúng ta ở Tây Âu phải tự lo lấy việc phòng thủ riêng của chúng ta. Nhà Trang tắt thở, quân đoàn 2 bị xóa sổ. Chiến sự chưa lan tới, chưa có tiếng súng nổ mà ngày 19 tháng 3 năm 1975, dân chúng Đà Lạt đã ùn ùn di tản. Hàng ngàn người chen lấn trước cửa ngân hàng chờ rút tiền, nhưng ngân hàng đã nhanh chân đóng cửa, Dương Biển thông báo người có tiền nhận biên lai. Rồi về ngân hàng trung ương ở Sài Gòn nhận. Lệnh di tản không có, chỉ nghe tin truyền miệng từ công chức và vợ con công chức. Sự ra đi của những thành phần chức vụ công quyền này lập tức kéo theo sự ra đi rầm rộ chưa từng có của dân Đà Lạt. Công sở, trường học, tiệm buôn, khách sạn đóng cửa. Chợ búa vắng tanh. Hơn 80% dân số Đà Lạt, ước chừng 15 vạn người đã hốt hoảng tháo chạy, không ai biết vì sao phải chạy trong lúc Đà Lạt vẫn thơ mộng, yên bình. Chuyến bay cuối cùng rời phi trường Liên Khương, Đà Lạt, lúc 20 giờ ngày 20 tháng 3. Một ngày mà có tới 20 chuyến bay từ Đà Lạt về Sài Gòn. Giá chợ đen lên tới 30.000 đồng một vé máy bay, tăng 200% so với giá chính thức. Người mua được vé thì bay về Sài Gòn. Người không mua được thì đi xe đò và đủ thứ phương tiện để về Nha Trang rồi tìm đường về Sài Gòn với giá 5.000 đồng một vé xe đò. Thuê cả chuyến xe phải mất từ 180.000 đồng đến 2 triệu đồng. Trong 1-2 ngày mà có tới 5 vạn người từ Đà Lạt đổ vào Nha Trang. 4 ngày sau, ngày 24 tháng 3 Quảng Tín rồi Quảng Ngãi bỏ ngỏ. Chẳng hiểu sao cũng giống như ngày Phước Long thất thủ. Cơn giông sầm sập kéo tới, trút mưa xối xả xuống Quảng Tín, Quảng Ngãi. Trong mưa lạnh, hàng chục vạn người bồng bế nhau hốt hoảng chạy về Đà Nẵng, Nha Trang cùng với những tin đồn rợn người. Thành phố biển Nha Trang bỗng trở nên hỗn loạn, kinh hoàng, không thể kiểm soát. Phú kéo ghế ngồi, nhìn một lượt các thành viên. Thấy thân vắng mặt, Phú hỏi Lê Khắc Lý, đại tá, tham mưu trưởng quân đoàn. Sao chuẩn tướng thân giờ này chưa về tới, ông Lý? Lý đáp, thưa thiếu tướng, chuẩn tướng thân đến căn cứ không quân Bửu Sơn, họp với tướng Lượng, tư lệnh sư đoàn 2 không quân và 2 tiểu khu trưởng Bình Thuận, Ninh Thuận để phối hợp phòng thủ, căn cứ không quân Phan Rang và 2 tiểu khu này. Được lệnh của thiếu tướng, đêm qua tôi đã điện báo chuẩn tướng thân, hôm nay phải về Nha Trang. Chắc chuẩn tướng cũng sắp về tới. Ta cứ bắt đầu. Phú vừa nói vừa xô ghế đứng dậy. Phú rất thích sự trịnh trọng trong việc điều hành các phiên họp. Bữa nay Bộ Tư lệnh Quân đoàn triệu các ông tới để bàn về kế hoạch phòng thủ những tỉnh còn lại của Duyên Hải quân khu 2. Ngày hôm qua, tướng Uy An, tham mưu trưởng lục quân Mỹ đã làm chuyến công du ra Nha Trang. Tôi đã thuyết trình tình hình và hướng dẫn tướng Uy An và đại tướng Cao Văn Viên cùng đi, tận mắt quan sát những gì còn lại của quân khu 2. Tôi có nói mặc dù Việt Cộng vừa chiếm được Đà Nẵng, nhưng tình hình hiện tại ở đây chưa có gì hiểm nghèo cả. Chia sẻ nhận xét đó, tướng Uy An đánh giá. Sau khi chiếm được vùng đất khổng lồ, kể cả Đà Nẵng, Việt Cộng sẽ phải ngừng bước tiến để củng cố, bổ sung thành quả. Mọi việc ở vùng đất còn lại quân khu 2 đang ổn định dần. Uy An cũng bày tỏ là, ông ta phấn khởi trước những gì nhìn thấy ở đây, là sĩ quan binh lính của chúng ta đã hành động giỏi, nghe Phú ba hoa, các thành viên kín đáo nhìn nhau lắc đầu. Dự cuộc họp này, ngoài tướng tá còn lại của ban tham mưu quân đoàn 2, còn có Lý Bá Phẩm, đại tá, tỉnh trưởng Khánh Hòa kiêm thị trưởng Nha Trang. Trần Cửu Thiên, đại tá, chỉ huy trưởng trung tâm điều hợp phát triển quân khu 2. Lê Trung Hoàng, tham mưu phó chiến tranh chính trị quân đoàn 2. Ngồi họp mà ai nấy ruột gan như lửa đốt. Tình hình Nha Trang đang hết sức căng thẳng vì Quảng Ngãi, Quảng Tín, Đà Nẵng, Quảng Đức, Tuyên Đức, Lâm Đồng liên tiếp thất thủ. Bình Định, Phú Yên bị uy hiếp nặng. Làn sóng di tản, trước hết là các cơ sở của người Mỹ,
tiếp tục dồn về Nha Trang. Kể từ sáng nay, các trung tâm tiếp cư ở Nha Trang như ong vỡ tổ. Người ta lại bắt đầu cuống cuồng, tìm đường tháo chạy khỏi thành phố biển này, xa hơn nữa, về phía nam. Trong tình cảnh ấy, các thành viên không ai còn bụng dạ đâu mà nghe Phú nói, vậy mà Phú vẫn cứ dài dòng. Trong chuyến viếng thăm của tướng Uy An, Đại tướng Cao Văn Viên đã truyền đạt nghiêm lệnh của Tổng thống, quyết phòng thủ phần đất sinh tử của Nam Việt Nam, và phần sinh tử ấy bao gồm Nha Trang, cùng vùng đất phía nam của nó. Thay mặt các chiến hữu, tôi đã tuyên bố là quân đoàn 2 sẽ tử thủ luôn cả Quy Nhơn và vùng phía bắc Quy Nhơn. Như vậy, tuyến phòng thủ vùng đất duyên hải còn lại của quân khu 2 như sau. Phú ngừng lại, bước tới tấm bản đồ lớn treo ở giữa phòng. Nhưng Phú chưa kịp diễn thuyết về tuyến phòng thủ mới thì Phạm Duy Tất, chuẩn tướng, chỉ huy trưởng biệt động quân quân đoàn 2, đã nóng mắt lên tiếng. Tất nói, giọng gay gắt. Rút kinh nghiệm của cuộc rút lui đại bại ở Tây Nguyên, thiếu tướng cần cân nhắc lại việc hoạch định tuyến phòng thủ mới này. Hiện tại, lực lượng của quân đoàn 2 rất mỏng, không đảm trách được nhiệm vụ nặng nề như vậy, tinh thần binh lính lại sa sút nghiêm trọng. Riêng biệt động quân chỉ còn thành phần khung của các liên đoàn và các đơn vị hành chính, công vụ không có vũ khí. Chỉ có hai đại đội của liên đoàn 22 biệt động quân là còn nguyên vẹn, nhưng phải phân tán cấp tiểu đội để giữ an ninh thị xã Nha Trang, kiểm soát các nút chặn ở đèo Rù Rì, hải cảng, cổng phi trường. Như vậy, đảm trách tuyến phòng thủ quốc lộ 21 bảo vệ Nha Trang chỉ còn một lữ đoàn dù số 3. Quân tăng viện không được đáp ứng. Một trung đoàn của sư đoàn bộ binh 23 được lập lại, không có vũ khí, đã phải nhặt súng của quân nhân đảo ngũ bỏ lại để dùng. Một tuyến phòng thủ mỏng manh như vậy làm sao? Tất vừa nói tới đây, Phú đã gạt phắt. Tuyến phòng thủ vùng duyên hải còn lại của quân khu 2 sẽ kéo dài từ quận Hoài Nhơn Bắc Bình Định xuống đến hết ranh giới phía tây quốc lộ 19, đèo An Túc chạy dài xuống tới Củng Sơn, Phú Yên và đèo M, Đờ Rắc, Khánh Hòa. Vấn đề này Tổng thống đã quyết định như vậy. Lý và Tất nhìn nhau, lắc đầu. Cả hai lại nhớ tới buổi họp cuối cùng của Bộ Tư lệnh ở Pleiku, khi Phú phổ biến lệnh triệt thoái khỏi cao nguyên. Bữa đó, trả lời hàng loạt câu hỏi về cuộc lui binh kỳ quái ấy, Phú chỉ đưa ra đúng một câu. Vấn đề này Tổng thống đã quyết định như vậy. Bữa nay, trả lời chất vấn của Tất, Phú cũng không đưa ra được lý lẽ gì và lại nhắc lại cái điệp khúc ấy. Đại tá Lý Bá Phẩm, tỉnh trưởng Khánh Hòa kiêm thị trưởng Nha Trang báo cáo với Phú. Trình thiếu tướng, Nha Trang sở dĩ hỗn loạn là vì quân dân các nơi di tản tới. Sáng nay, địa phương quân giữ trung tâm cải huấn lại bỏ chạy, khiến quân Phạm thoát ra phá phách. Một tàu của thủy quân lục chiến ở Đà Nẵng chạy về lại cập bến Cầu Đá, lính đói khát đổ lên bờ nổ súng. Cướp bóc khiến tình hình càng thêm hỗn loạn. Quân trấn Nha Trang không còn duy trì được trật tự vì nhân viên công lực bỏ chạy. Vì vậy kính xin thiếu tướng có biện pháp cấp thời, cứng rắn. Thấy cuộc họp có chiều hướng không thuận, Phú vội và kết luận. Chấp hành nghiêm lệnh của Tổng thống, tôi ra lệnh tử thủ thị xã Quy Nhơn, thị xã Nha Trang và những phần đất còn lại của quân khu 2. Đại tá Lý Điện chỉ thị ngay cho tướng Niêm, tư lệnh trưởng sư đoàn 22 bộ binh lập bộ tư lệnh tử thủ thị xã Quy Nhơn. Cho phép lữ đoàn 3 nhảy dù. Có quyền bắn bỏ tất cả các phần tử hèn nhát bỏ chạy. Ban hành lệnh thiết quân luật tại Nha Trang, Cam Ranh, Phan Rang từ 20 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Phải giữ nghiêm trật tự trong thị xã, ưu tiên bảo vệ phi trường, trại giam, bến tàu. Bất đồng với ý kiến của Tất, Phú tuyên bố luôn. Kể từ giờ phút này, tôi giao chức chỉ huy trưởng biệt động quân quân khu 2 cho Đại tá Đại, nguyên chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện biệt động quân Dục Mỹ. Thấy Phú tuyên bố như vậy, Tất ngẩn người. Sau này trong phúc trình nạp cho Bộ Tổng Tham mưu, khi tường trình lại sự việc này, Tất viết. Tại cuộc họp Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 vào chiều ngày 31 tháng 3 tại Nha Trang, tướng Phú đã đột ngột tuyên bố cách chức chỉ huy trưởng biệt động quân của tôi và giao cho Đại tá Đại. Sự bổ nhiệm này không được biết trước, không tổ chức bàn giao. Vì vậy chỉ thị đó như mở giấy lộn và càng làm cho tình hình thêm rối loạn. Vừa lúc ấy, chuẩn tướng Lê Văn Thân bước vào phòng họp. Thân báo cáo với Phú. Trình thiếu tướng, tôi vắng mặt tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn vì kẹt việc tổ chức bộ chỉ huy nhẹ tại Phan Rang và kiểm đốc chiến cuộc ở Ninh Thuận, Bình Thuận. Đại tá Lê Quang Bình vừa được chỉ định làm tham mưu trưởng mặt trận Duyên Hải,
cùng đi với tôi. Đang bực mình, nghe thần báo cáo chưa hết, Phú tuyên bố luôn. Từ nay chuẩn tướng thân không phải làm nhiệm vụ của tư lệnh phó quân khu nữa. Chuẩn tướng được nghỉ ngơi, nhưng chỉ được nghỉ ngơi tại chỗ và không được về Sài Gòn. Thân được cử giữ chức tư lệnh phó quân khu 2 từ ngày 17 tháng 12 năm 1974 với nhiệm vụ tổng quát, kiểm soát, đôn đốc lực lượng an ninh lãnh thổ và công cuộc phát triển quân khu 2. Sau khi đột ngột cho thân ngồi chơi xơi nước, Phú tuyên bố bế mạc cuộc họp. Đây là phiên họp cuối cùng của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2. Cho đến ngày hoàn toàn tan rã, không có phiên họp nào được triệu tập, mà chỉ có những cuộc hội kiến nháo nhào của Phú với các tướng tá thân tín trên đường tháo chạy. Các thành viên lục tục đứng dậy. Đại tá Lý Bá Phẩm vội chạy tới hỏi Phú: Trình thiếu tướng, còn vụ lộn xộn ở bến cầu đá, xin thiếu tướng cho lệnh giải tỏa. Phú lệnh cho Trần Cửu Thiên, đại tá, trưởng trung tâm điều hợp phát triển quân khu 2, anh trợ giúp đại tá Phẩm ra thiết lập ngay trật tự ở bến cầu đá. Kẻ nào phá phách cứ thẳng tay bắn bỏ. Trong lúc Phẩm tiếp tục ở lại bàn bạc với Phú, Thiên lên xe jeep tự lái ra bến cầu đá. Bến cầu hỗn loạn vì hàng ngàn người chen lấn trong tiếng la thét và tiếng súng nổ loạn xạ. Hơn 1.000 lính thủy đánh bộ và biệt động quân từ Đà Nẵng chạy về. Sau mấy ngày nhịn đói, nhịn khát lênh đênh trên biển, chúng cập tàu vào bến này để cướp đồ ăn, nước uống. Thấy Thiên mũ áo chỉnh tề, đeo quân hàm đại tá, đang hùng hăng quát tháo, đám thủy quân lục chiến nổi điên, nổ luôn mấy tràng đạn chỉ Thiên rồi sấn sổ xông tới. Biết ngay chuyện chẳng lành, Thiên vội tìm đường tháo chạy nhưng không kịp. Thiên bị tụi lính lôi ra hỏi tội, tước sạch súng, mũ, quần áo và đồng hồ đeo tay. Chỉ còn độc chiếc quần đùi, Thiên phải quỳ lạy như tế sao và cam đoan cho xe chở ngay lương thực tới Chu Cấp mới được tha tội chết. Phóng thục mạng về tới cổng Bộ Tư lệnh Quân đoàn thì vừa hay gặp Lý Bá Phẩm đánh xe ra. Thiên nhảy xuống chặn xe Phẩm. Thấy Thiên trần trùng trục, vẫn độc chiếc quần đùi, Phẩm ngơ ngác chưa hiểu sao thì đã nghe Thiên chửi toáng lên: Đơ đơ mờ, lính lát ở bến xả súng như điên. Đơ đơ mờ, thằng nào có giỏi thì ra đấy mà thiết lập trật tự. Không một quan chức nào của ban tham mưu quân đoàn dám bén mảng ra bến. Thế nhưng, cả vạn người trong các trung tâm tiếp cư Nha Trang nghe có tàu hải quân lại đổ túa ra, chen nhau xuống tàu, đàn bà, con trẻ chết đuối khá nhiều. Phú giật mình choàng dậy. Chuông điện thoại ngay đầu giường ngủ đổ hồi. Mắt nhắm mắt mở, Phú vồ lấy ống nghe. Alo, tôi nghe đây. Tư lệnh quân đoàn 2 đây. Báo cáo thiếu tướng, Phú Yên đang bị tấn kích nguy ngập. Xin thiếu tướng cho viện binh ngay. Nghe giọng nói hốt hoảng ở đầu dây, Phú nhận ngay ra tiếng Cẩm, chuẩn tướng, phụ tá hành quân của Phú. Alo, chuẩn tướng Cẩm đâu? Báo lại đi. Tại sao Bình Định, Quy Nhơn còn mà Phú Yên lại bị tấn kích? Trời ơi! Cẩm thốt lên trong máy. Bình Định, Quy Nhơn đang nguy ngập. Thiếu tướng không nắm được sao? Cộng sản nổi dậy. Chuẩn tướng Niêm, tư lệnh sư 22 và đại tá, tỉnh trưởng Bình Định đã chạy thoát xuống tàu. Còn tuyến phòng thủ Bắc Phú Yên đã vỡ. Tỉnh trưởng Phú Yên bị thương nặng. Anh phải cố thủ ở đó với anh em và phải tiêu diệt tối đa địch quân. Tôi lên ngay đây. Phú ra lệnh cho Cẩm, rồi đặt máy. Lúc đó là 7 giờ sáng ngày 1 tháng 4 năm 1975. Phú mặc quần áo rồi chạy sang trung tâm hành quân. Đại tá Lê Khắc Lý đã có mặt. Phú lệnh cho Lý báo cáo về Bộ Tổng tham mưu tình hình nguy kịch của Bình Định, Phú Yên rồi vội vã ra trực thăng. Phú nói sẽ trực tiếp lên chỉ huy mặt trận Phú Yên, Bình Định, nhưng Phú làm phép vậy thôi. Phú cứ bay trên trực thăng rồi lên máy liên lạc và ra chỉ thị. Nhưng Phú chẳng liên hệ được với ai, kể cả Cẩm và các tướng, tá trong bộ chỉ huy nhẹ quân đoàn 2. Lúc này Niêm, chuẩn tướng, tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh bị choáng, đang nằm hôn mê trên tàu hải quân Hớ Quy 11. Phó đề đốc Minh, tư lệnh hải quân vùng 2 duyên hải được Bộ Tổng tham mưu chỉ định thay Niêm làm tư lệnh chiến trường Bình Định. Minh đã vội vã từ Cam Ranh lên Quy Nhơn. Hồng tái lập trật tự và tổ chức phòng thủ ở đây. Lúc Phú Bắc liên lạc được với Minh thì mặt trận Bình Định đã vỡ. Phú nghe Minh thét lên trong máy: Địch quân đã tràn ngập thị xã, có tăng viện cả ngàn quân cũng vô ích. Tôi dông đây.
trực thăng của Phú quay về Nha Trang khi trên trời hàng chục máy bay E-47 tháo chạy khỏi phi trường Phù Cát đang xé gió bay về Phan Rang. Và ở dưới đất, tại bến cảng Quy Nhơn, hàng chục nghìn lính của sư đoàn 22 và người di tản đang sóng mái chen nhau tìm cách chạy ra khơi. Trực thăng đáp xuống trung tâm hành quân của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 tại Nha Trang. Đại úy Dầu, đại đội trưởng phòng vệ Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 chạy ra đón Phú. Phú xăm xăm đi thẳng vào văn phòng. Không thấy Lý đâu. Mệt mỏi, tức giận, Phú la hét ầm ĩ, ông Lý đâu? Lý chạy bổ từ trên lầu 2 xuống. Trình thiếu tướng, tôi đang ở đây, đang làm việc tại đây. Các sĩ quan chủ trì vẫn còn đủ cả. Ông đã báo cáo tình hình về Bộ Tổng Tham mưu chưa? Phú hỏi. Dạ thưa đã. Tướng Khuyên nhận điện. Tướng Khuyên cũng đã biết Bình Định, Phú Yên bị tấn kích. Ông triệu ngay Bộ Tham mưu tới họp bàn kế hoạch phòng thủ thị xã. Ra lệnh cho Lý xong, Phú về ngay phòng mình. Phú vừa cầm đũa định dùng bữa sáng cận vệ bưng vào, thì Lý Bá Phẩm hốt hoảng gọi điện báo Nha Trang đã không còn chính quyền, công chức, cảnh sát đã chạy hết, chỉ còn Phẩm và trưởng ty cảnh sát. Phú quăng bát đũa chạy sang văn phòng. Quan cảnh Bộ Tư lệnh Quân đoàn hết sức nhốn nháo. Các sĩ quan ban tham mưu đã bỏ đi gần hết. Cùng một lúc, tin tức dồn dập đến với Phú. Tuyến phòng thủ đèo M-Drac của lữ đoàn dù số 3 bị vỡ, lính dù phải rút chạy về đèo Trù Rì và đèo Ro Tương. Tuy Hòa mất liên lạc, trung tâm huấn luyện Lam Sơn, biệt động quân, căn cứ pháo binh Dục Mỹ, trường hạ sĩ quan đã tự ý di tản. Cảnh sát giả chiến các trại giam bỏ chạy, tù chính trị nổi dậy. Trung đoàn 40 mất liên lạc, trung đoàn 45 không kịp đến vị trí ấn định. Xe tăng quân giải phóng đã đến Ninh Hòa. Ông Lý, ông cho tiêu hủy tài liệu rồi chuyển ngay vào phi trường Nha Trang. Ta lập bộ chỉ huy nhẹ quân đoàn tại đó. Nói rồi Phú và sĩ quan tùy tùng chạy ra sân, nơi chiếc máy bay riêng của Phú đang chờ. Trung tướng Phạm Quốc Thuần, phái viên của Bộ Tổng Tham mưu và Đại tá Trần Cửu Thiên vừa xịt xe tới, thấy vậy cũng lật đật chạy theo Phú. Đi, đi. Phú thét toáng lên khi thấy phi hành đoàn đang cho động cơ khởi động. Trực thăng chở Phú, Thuần, Tất, Thiên và sĩ quan tùy tùng cất lên khi khói thiêu hủy hồ sơ bốc mù mịt và giấy tờ bay như bươm bướm ở trung tâm hành quân. Thế là một lần nữa Lý lại bị Phú quản lại. Khi Lý bước ra sân, trung tâm hành quân vắng vẻ, các sĩ quan tham mưu và lính gác tư dinh của Phú còn lại tập trung đợi lệnh. Lý hét tất cả nhảy đại lên hai chiếc xe Jeep, rồi phóng vào phi trường. Lý vừa rời khỏi thì Lý Bá Phẩm phóng xe tới. Phẩm ngơ ngác trước cảnh Bộ Tư lệnh Quân đoàn không còn một bóng người. Chuông điện thoại trong phòng chỉ huy hành quân thi nhau đổ. Phẩm nhấc máy đúng lúc Đại tá Đức, Tư lệnh Sư đoàn 23 bộ binh từ Diên Khánh gọi về. Alo, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đâu? Alo, ai ở đầu dây? Tỉnh trưởng Khánh Hòa, Đại tá Phẩm đây. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đã đi rồi. Tôi, Đại tá Đức, Tư lệnh Sư 23 đây. Cho tôi nói chuyện ngay với tướng Phú và ban tham mưu. Trời ơi! Phẩm thét lên. Làm gì còn tướng Phú, làm gì còn Bộ Tư lệnh Quân đoàn. Họ dông hết rồi. Tôi không còn liên hệ được với ai nữa. Mờ kiếp! Nếu vậy tôi cũng dông. Đức đập mạnh ống nghe lên máy. Cuộc liên lạc cuối cùng của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 với các đơn vị trực thuộc đã diễn ra như vậy. Lúc đó là 13:30 ngày 1 tháng 4 năm 1975. Những sợi dây mỏng manh của chính quyền Sài Gòn ở thành phố biển này đứt tung. Mọi ngã đường vào Nha Trang đã mở toang. Cuộc chiến trở nên vô vọng và Bộ Tư lệnh Sư đoàn 2 không quân đã xin lập cầu không vận để di tản. Mặc dù lệnh thiết quân luật được ban hành khẩn cấp để thanh toán cướp, ngăn chặn các ngã đường tiến vào Bộ Tư lệnh Quân đoàn và phi trường, nhưng đường phố Nha Trang vẫn sôi sục dòng người xuôi ngược. Quân cảnh nổ súng thị uy, nhưng dân chúng vẫn tràn về phi trường Nha Trang và chạy về phía cảng Cam Ranh như thác lũ. Cũng lúc đó, hàng ngàn thủy quân lục chiến thất trận ở Đà Nẵng được đổ lên Cam Ranh. Vừa lên bờ chúng đã cướp tất cả xe đò, chất đầy người rồi dí súng bắt người lái chở về Nha Trang. Vừa ra khỏi vịnh Cam Ranh thì gặp ngay dòng người kinh hoàng từ Nha Trang đổ ngược lại. Hiểu ngay là Nha Trang đang hấp hối, chúng lại chĩa súng bắt lái xe quay lại,
chen nhau lên những chiếc tàu hải quân vừa chở chúng từ Huế và Đà Nẵng tới đây. Những chiếc tàu chiến chất đầy lính và người di tản lại lặt lè xuôi về phía nam dưới cái nắng như thiêu đốt của mùa hè. Đã gọi điện báo trước cho Đại tá Phúc, chánh văn phòng Bộ Tư lệnh Sư đoàn 2 không quân và quen mặt hầu hết các sĩ quan ở đây, vậy mà vất vả lắm Lý mới vào được phi trường. Sân bay Nha Trang lúc này không khác gì ngày cuối ở phi trường Pleiku. Quân cảnh giữ trật tự bất lực, súng nổ bừa bãi, vũ khí vứt lại cả đống. Người di tản tràn vào đường băng, máy bay vận tải C-130, C-119 Sài Gòn phái lên chở người di tản, tấp nập đáp xuống. Phi công giành giật phi cơ để bay. Trong cảnh sóng mái ấy, Lý Bá Phẩm vào được phi trường. Phẩm xông tới trách móc Lý. Đờ mẹ, ông Lý, ông làm gì kỳ vậy? Đi không báo lấy một tiếng. Lý ra sức phân bua, nhưng không làm sao giảm được cơn giận dữ của Phẩm. Vừa may lúc đó được tin Phú đáp trực thăng xuống phi trường, Lý và Phẩm vội chạy lại trước cửa văn phòng Bộ Tư lệnh Sư đoàn 2 không quân thì thấy chuẩn tướng Oánh, chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện không quân đang quát tháo ông sầm. Phú vừa đáp trực thăng xuống, ra lệnh tử thủ phi trường, lại hớt hải bay đi ngay. Có điện của Bộ Tổng Tham mưu, Lượng, Oánh, Lý. Phẩm kéo cả vào văn phòng. Lượng nhấc máy. Alo, tôi nghe đây. Chuẩn tướng Lượng, Tư lệnh Sư đoàn 2 không quân đây. Bộ Tổng Tham mưu đây, Trung tướng Đồng Văn Khuyên, Tham mưu trưởng Bộ Tổng Tham mưu đây. Anh cho biết ngay tướng Phú có vào phi trường không? Nha Trang còn không? Trình Trung tướng, tình hình Nha Trang hết sức nguy ngập. Tướng Phú vừa vào căn cứ không quân, nhưng lại hớt hải bay đi ngay. Việc tướng Phú lên máy bay không cho anh em biết đi đâu đã gây sự hốt hoảng trong căn cứ. Khuyên lập tức chỉ thị. Tôi vừa họp với Tổng thống về. Tổng thống ra lệnh không được rút lui khỏi Nha Trang. Phải tiêu diệt địch tối đa, không bằng binh lính thì bằng không quân và hải quân. Chuẩn tướng Lượng và chuẩn tướng Oánh phải phối hợp hàng ngang với phó đề đốc Châu, tổ chức tử thủ khu vực này và phải tìm xem Phú bay đi đâu. Trong hai người ai có thâm niên hơn sẽ chỉ huy. Trình Trung tướng, chuẩn tướng Oánh thâm niên hơn tôi. Lượng nói ngay không suy nghĩ, y muốn trút tất cả trách nhiệm sang Oánh. Biết Oánh thâm niên hơn, Khuyên ra lệnh luôn. Thay mặt đại tướng, tổng tham mưu trưởng, tôi chỉ định tướng Oánh làm tư lệnh mặt trận Nha Trang. Tôi sẽ điện buộc tất cả các căn cứ không quân báo cáo nếu Phú đáp trực thăng xuống và lệnh cho Phú trở lại ngay phi trường Nha Trang tử thủ với các anh. Lượng buông máy. Đại tá Phúc, chánh văn phòng Bộ Tư lệnh Sư đoàn 2 không quân, chạy vào đưa cho Lượng bản văn bức điện vừa nhận được do Thiệu ký. Buộc phải tử thủ phi trường Nha Trang. Đọc xong bức điện, Lượng cáu vung tay chửi toáng lên. Đờ đờ mẹ, tử thủ cái gì? Bảo lũ chúng nó lên mà tử thủ. Đờ đờ mẹ, sĩ quan, binh lính chạy sạch, tử thủ cái mẹ gì nữa? Có bỏ tù tôi cũng chịu, không ai thi hành được. Phẩm và Lý xin Lượng cho đi nhờ trực thăng chi nốc về Phan Rang gặp Phú để trình diện. Nhưng vừa chạy ra đến bãi đổ thì bị đại tá Phúc phóng xe jeep đến, bắt quay lại gặp Oánh. Oánh vẻ mặt hầm hầm, nói với Lý và Tất. Bộ Tổng Tham mưu chỉ định tôi là tư lệnh mặt trận này. Các ông phải xin lệnh tôi. Các ông cũng là cấp chỉ huy, nếu cần di tản chúng ta sẽ là người đi sau cùng. Đến nước này thì cũng không còn phương cách gì hơn, nên Phẩm nhũng như con chi chi. Y nói với Oánh. Xin chấp hành. Tôi sẽ là người đi sau chót với chuẩn tướng. 18 giờ 45 phút mới thấy trực thăng của Phú đáp xuống phi trường Nha Trang. Thấy Phú quay lại, Lượng và nhất là Oánh mừng quính. Oánh vội giao ngay chức tư lệnh mặt trận Nha Trang cho Phú. Trong phòng làm việc của Sư đoàn 2 không quân lúc đó có Phú, Tất, Lượng, Oánh và Phẩm. Riêng Lê Khắc Lý, đại tá, tham mưu trưởng quân đoàn 2 bị choáng nặng, hôn mê, đã được đại tá Phúc, chánh văn phòng Bộ Tư lệnh Sư đoàn 2 không quân và đại tá Trần Cửu Thiên, chỉ huy trưởng trung tâm điều hợp phát triển quân khu 2, dìu ra máy bay C-130. Lợi dụng lúc nhốn nháo, Thiên cũng bám theo luôn. Nửa tỉnh nửa mê, Lý cứ ngỡ máy bay về Phan Rang nhưng khi hạ cánh lại là sân bay Tân Sơn Nhất. Sau này, trong phúc trình gửi Bộ Tổng Tham mưu và sau ngày miền Nam giải phóng, chạy trốn sang lưu vong ở Mỹ, khi trả lời phỏng vấn của RANG, Lê Khắc Lý đã kể lại khá chi tiết cuộc di tản tại Tây Nguyên và những ngày cuối cùng của quân đoàn 2 tại Nha Trang.
tình hình như thế này, các anh bảo tôi phải làm gì bây giờ? Phú nói như phân trần với Lượng, Oánh, Tất và Phẩm. Lượng đáp: Xin thiếu tướng cho lệnh triệt thoái ngay khỏi căn cứ không quân Nha Trang. Tình hình không cho phép chần chừ nữa. Không được. Phú gạt ngay ý kiến của Lượng. Phải tử thủ Nha Trang, tử thủ phi trường Nha Trang. Vấn đề này tổng thống đã quyết định như vậy. Lượng nổi cáu, vặn Phú. Phải có ngay một sư đoàn tăng cường may ra mới giữ được Nha Trang. Đào đâu sư đoàn đó? Thiếu tướng cho biết đào đâu ra sư đoàn đó. Phú cứng họng. Lượng nói: Nếu vậy, tôi cứ tiếp tục di chuyển. Quánh tiếp lời: Tôi cũng rút về Phan Rang. Phan Rang vẫn là đất của quân khu 2. Thế căn cứ không quân Nha Trang ra sao? Phú hỏi lại. Cả Oánh và Lượng không ai thèm trả lời. Nếu vậy, Phú nói với Oánh: Ông có toàn quyền hành động trong cương vị tư lệnh chiến trường này theo chỉ định của Bộ Tổng Tham mưu. Ngay lúc ấy điện thoại réo bên phòng hành quân. Bộ Tổng Tham mưu gọi. Vừa nhấc máy, Phú đã cuống lên. Thiệu đang chờ ở đầu dây. Phú báo cáo với Thiệu tình hình nguy ngập và xin được rút về tử thủ tại Phan Rang. Thiệu quát: Không được. Anh phải ở lại đó với anh em. Trình Tổng thống, đâu còn ai? Sao lại không còn? Còn căn cứ không quân, còn hai trường huấn luyện hải quân. Không quân, anh phải tử thủ phi trường, phải tiêu diệt tối đa địch quân. Thành phố Nha Trang nếu mất thì phải phản kích chiếm lại. Sẽ có lực lượng chi viện hùng hậu. Phú buông máy quay lại phòng họp nói với cả bọn: Tổng thống vừa gọi điện lệnh phải tử thủ căn cứ không quân và thành phố Nha Trang. Nhưng tình thế đến nước này, PH. Phú buông máy quay lại phòng họp nói với cả bọn: Tổng thống vừa gọi điện lệnh phải tử thủ căn cứ không quân và thành phố Nha Trang. Nhưng tình thế đến nước này. Phú ngừng lại, đưa cặp mắt lấm lét nhìn Lượng, Oánh, Tất và Phẩm. Nét mặt căng thẳng và bực dọc của cả bọn cho thấy là chúng sẵn sàng bất tuân thượng lệnh. Cho hay không cho thì chúng cứ di tản. Có tử thủ thì Phú ở lại mà tử thủ lấy một mình. Nghĩ vậy, Phú lắc đầu chán nản, nói với cả bọn: Thôi tình thế đã đến nước này, tôi cho phép các anh em di tản. Sau này Tổng thống có trách cứ, tôi sẽ nhận lãnh trách nhiệm và sẽ tường trình lại sự vụ trước Tổng thống. Nghe Phú nói vậy, Lượng và Oánh mừng quính. Lượng bắt tay Phú: Xin cảm ơn thiếu tướng tư lệnh. Phú không buồn trả lời, hấp tấp ra trực thăng. Đại tá Phẩm lật đật chạy theo nhưng trực thăng của Phú đã bốc khỏi mặt đất. Lúc đó là 20 giờ 30 phút đêm ngày 1 tháng 4. Máy bay khu trục từ Sài Gòn lên theo kế hoạch tác chiến ban đầu, đang thả hỏa châu sáng rực trời đêm Nha Trang để hỗ trợ cho công cuộc phòng thủ tưởng tượng ở thành phố biển này. Không kịp bám theo Phú, Lý Bá Phẩm hớt hải quay lại hỏi Oánh: Trước đây được lệnh chiến đấu dưới quyền chuẩn tướng, giờ có cần đến tôi nữa không? Oánh đang cuống cuồng thu xếp tài liệu để chuồn, thấy Phẩm hỏi vậy, y đáp, giọng chua chát: Xin cảm ơn đại tá. Bây giờ thì còn gì nữa mà làm? Thế là Phẩm lại một phen sóng mái tranh giành để ra đi. Mãi 4 giờ sáng ngày 2 tháng 4 năm 1975, Phẩm mới chen lên được chiếc C-130 chật ních người. Đấy là chuyến bay di tản cuối cùng lăn bánh rời khỏi phi trường Nha Trang. Sau khi quân đoàn 2 triệt thoái khỏi Nha Trang và các tướng tá chấp bu của quân đoàn mạnh ai nấy chạy, 1 giờ 45 phút trưa ngày 2 tháng 4 năm 1975, Phú và sĩ quan tham mưu đã bay đến ngọn đồi lầu Ông Hoàng để chờ thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu, tư lệnh phó quân đoàn 3 tới nhận bàn giao phần lãnh thổ cuối cùng của quân khu 2 sáp nhập vào quân khu 3. Lúc máy bay của Hiếu sắp đáp xuống, Phú rút khẩu súng ngắn định tự tử thì thiếu tá Phạm Huấn, sĩ quan báo chí quân đoàn 2 đứng gần nhanh tay gạt súng rơi xuống đất. Bàn giao nháo nhào với Hiếu, tư lệnh phó quân đoàn 3 xong, Phú như kẻ mất hồn lên trực thăng bay về Sài Gòn. Ngày hôm qua ngày 1 tháng 4, tướng Nguyễn Văn Điềm, tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh đã tử nạn khi trực thăng chở Điềm và gia đình trên đường về Sài Gòn vừa hết xăng, vừa trúng đạn rơi tan xác ở Bình Định. 15 người trên máy bay đều chết hết, trừ viên trung tá lái máy bay bị thương nặng còn sống sót. Trực thăng chở Phú may mắn không hết xăng và đáp xuống được phi trường Tân Sơn Nhất. Đỗ Thị Lâm Đề, vợ Phú, người Hoa, sinh ra ở Thượng Hải, năm ấy 40 tuổi cùng các con đang nóng lòng chờ Phú.
Phú gặp lại vợ con trong không khí u ám vì báo chí trên trang nhất, loan tin Thiệu đòi truy tố Phú ra tòa án quân sự vì các trọng tội. Bỏ nhiều căn cứ quan trọng khi chưa có một cuộc xung đột nào như Phú Bổn, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang sau cuộc rút lui bất ngờ ở Pleiku, Kon Tum, làm cho dân chúng hoang mang, tinh thần quân đội suy sụp, gây nên những hỗn loạn và thiệt hại quan trọng về nhân mạng. Tài sản quốc gia, khí tài quân đội và khiến dân chúng các tỉnh thuộc quân khu 2 ùn di tản. Trong cảnh chen chúc sóng mái, thoát chết về tới Sài Gòn, Lê Khắc Lý, sĩ quan năng lực và mẫn cán nhất của Phú. Một trong những anh hùng của cuộc đông tiến vĩ đại. Như lời tán dương của Phú, ngày 2 tháng 4 đã tìm tới nhà riêng gặp Phú. Lý định báo cáo tình hình thì Phú đã lắc đầu xua tay. Ông Lý, kể từ giờ phút này ông hãy quên tôi đi. Ông ra trình diện bộ tổng tham mưu và thừa hành lệnh của tướng Viên. Phú bị sốc, suy sụp hoàn toàn, đổ bệnh và phải vào nằm tại Tổng Y viện Cộng Hòa. Ngày 15 tháng 4 năm 1975, Đại tá Phạm Văn Chung, cựu lữ đoàn trưởng lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến, nguyên tỉnh trưởng, tiểu khu trưởng Quảng Nam, bạn thân của Phú vào bệnh viện thăm. Phú ông Chung khóc và nói: Tổng thống ra lệnh phải triệt thoái khỏi quân khu 2, giờ lại lên đài nói chuyện và đổ tội cho các tướng lãnh hèn nhát bỏ chạy, đòi truy tố tôi ra tòa án quân sự. Thật cái nhục này tôi không biết tỏ cùng ai, chỉ có cách chết mới hết nhục. Phạm Văn Phú vào Tổng Y viện Cộng Hòa nằm chữa bệnh và viết tường trình trách nhiệm của mình trong việc để mất Tây Nguyên, theo lệnh Thiệu. Phòng Phú ngay gần phòng Ngô Quan Trưởng nên hai bại tướng có nhiều dịp thổ lộ tâm can. Theo đại úy Nguyễn Văn Nhật, cựu sĩ quan tùy viên của Tổng thống Trần Văn Hương thuật lại trong cuốn Việt Nam Cộng Hòa. 10 ngày cuối cùng của Trần Đông Phong, do nhà xuất bản Nam Việt xuất bản tại Hoa Kỳ năm 2006, thì hồi cuối tháng 4 năm 1975 Phạm Văn Phú có gửi cho Tổng thống Trần Văn Hương một bức thư rất dày. Hương không đọc mà lệnh cất thư vào tủ sắt. Trước khi từ chức trao quyền cho Dương Văn Minh, đại úy Nhật có nhắc lá thư của Phú thì Hương ra lệnh đốt đi. Nhật hỏi tại sao trước khi đốt không mở đọc thì Hương nói: Tướng Phú đang bị điều tra về tội có trách nhiệm làm quân khu 2 tan rã. Cuộc điều tra chưa kết thúc, tướng Phú nói gì thì nói với ủy ban điều tra. Chứ một người đang giữ vai trò lãnh đạo đất nước như Hương thì không nên nghe và đọc những gì Phú viết. Mặc dù, chính Trần Văn Hương khi làm thủ tướng đã đề nghị như ép Thiệu, thăng đại tá Phạm Văn Phú lên chuẩn tướng khi đang giữ chức Tư lệnh biệt khu 44 vào năm 1969. Thiệu không dự định thăng tướng cho Phú dịp đó nên không có sẵn sao, nhưng nể Hương, Thiệu lấy hai sao trên cổ áo của tướng Nguyễn Vĩnh Nghi để gắn cho Phú. Monster F thật lòng hy vọng, việc các bạn đã đánh đổi thời gian quý báu của mình để xem hết video này của F thật là xứng đáng, không làm các bạn thất vọng. Nếu yêu quý F thì đừng ngần ngại tặng F một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt theo dõi để khích lệ F nhé. F rất trân trọng sự quý mến của các bạn. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều.